Cách kiểm tra mức độ stress hay căng thẳng của bạn chỉ bằng một bức ảnh. Hãy quan sát bức ảnh này. Nếu bạn thấy là không có chuyển động nào trên bức ảnh thì nghĩa là bạn không có stress hay căng thẳng. Nếu bạn thấy bức ảnh di chuyển nhẹ nhàng từ từ thì có nghĩa bạn đang hơi căng thẳng một tí rồi đây nha. Còn nếu bạn cảm thấy quả cầu trong bức ảnh chuyển động rất nhanh và mạnh thì bạn đang thật sự stress đấy.